Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy đi hái nho dại để về làm syrup. Nho dại này thì Thủy có thể hái dọc ở trên đường, ở trong làng quê, trái mọc trên những cái hàng rào của những cái thửa ruộng mà người ta trồng đậu nành hoặc là trồng bắp. Và hôm nay thì Thủy đi hái ở trên ruộng, và Thủy về nhà thì cũng hái thêm ở nhà, tại vì ở nhà của Thủy cũng có một mớ, cho nên Thủy sẽ hái để mà làm syrup bữa nay. Nho dại này thì trái nó rất là nhỏ, và bây giờ thì nó đang chín, nó chín sớm hơn là những cái trái nho mà mình trồng ở nhà, cho nên Thủy hái cái này trước, rồi tuần sau thì Thủy có thể hái nho ở nhà. Còn nho này là nho dại, và trái nó thì chỉ là bằng đầu ngón tay thôi, nhưng mà nó cũng rất là thơm ngon, cho nên làm syrup bảo quản để uống vào mùa đông rất là ngon. Cái nho này nó còn đậm đà hơn là cái nho mình trồng đó quý vị. Hôm nay thì Thủy xin giới thiệu với quý vị là Thủy đi hái nho ở dọc hàng rào ở làng quê và ở nhà Thủy. Thủy đã hái được một giỏ rồi, cho nên Thủy ngưng, và có thể là ngày mai Thủy sẽ hái tiếp, tại vì hôm nay là buổi chiều trời mưa nên không có đi hái thêm nữa được. Xin kính chào quý vị, và nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Cảm ơn quý vị.